Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với chương trình của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách nhận biết một số trường hợp PL bằng hai mặt. Và trước khi bắt đầu vào video, nếu bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe đồng hồ cho chương trình của mình. Và nếu bạn có những ý tưởng thích học mình thực hiện, nhớ để lại mình bên dưới. Còn bây giờ thì bắt đầu nào. Trường hợp đầu tiên là trường hợp chữ U. Chữ U sẽ có hai loại và đây là loại đầu tiên, hay còn gọi là UA. Và ở trường hợp này thì các bạn sẽ sai ba viên như thế này. Ở đây, và các bạn sẽ nhận biết trường hợp này bằng hai mặt, đó là mặt này và mặt bên này. Và như thế nào? Nếu viết cạnh mặt đối diện của bạn, tức là viết màu cam ở đây, đúng với bên tâm mặt bên phải, tức là đúng với tâm màu cam ở đây. Nếu viết cạnh mặt đối diện đúng với bên tâm của mặt bên phải, thì các bạn sẽ giúp công thức đó là RU phẩy RU 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 phẩy R phẩy U phẩy R hai. Vậy là các bạn đã hoàn thành được Rubik như thế này. Và đến loại thứ hai của trường hợp chữ U. Ở lần này các bạn cũng sẽ sai ba viên, đó là viên này và viên này. Và các bạn cũng sẽ nhận biết trường hợp này bằng hai mặt, đó là mặt này và mặt này. Các bạn nhận thấy rằng khi viên cạnh của mặt đối diện các bạn không còn đúng mà đối diện với viên tâm ở đây, tức là mặt bên phải. Viên cạnh mặt đối diện đối với viên tâm của mặt bên phải. Các bạn sẽ làm công thức đó là R2 U R U R phẩy U phẩy R phẩy U phẩy và R phẩy U R phẩy. Các bạn sẽ hoàn thành Rubik như thế này. Trường hợp PL tiếp theo mà các bạn có thể nhận biết bằng hai mặt, đó là trường hợp chữ Z. Và ở trong này các bạn sẽ nhận biết bằng mặt này và mặt này, bằng cách các bạn nhận thấy rằng viên này và viên này sẽ đổi vị trí với nhau. Hoặc nếu các bạn đặt như thế này thì viên này và viên này sẽ đổi vị trí với nhau. Và khi đó các bạn sẽ đặt như thế này và thực hiện công thức đó là M phẩy U phẩy M hai U phẩy M hai U phẩy M phẩy U hai M hai và U. Vậy là các bạn đã hoàn thành Rubik như thế này. Trường hợp tiếp theo là trường hợp chữ H. Và ở trường hợp này thì hai viên cạnh ở đây sẽ đối với nhau và viên này và viên này cũng sẽ đối với nhau. Các bạn sẽ nhận biết bằng hai mặt, đó là hai mặt này hoặc là hai mặt này. Và các bạn nhận thấy rằng ở hai mặt này thì viên này sẽ đối với tâm ở đây, tức là màu xanh lá sẽ đối với tâm xanh dương. Ở đây thì màu cam ở đây sẽ đối với tâm đỏ. Hoặc là nếu các bạn nhận biết bằng hai mặt này thì ở đây xanh lá đối diện với tâm xanh dương ở đây, và đây màu đỏ sẽ đối diện với tâm màu cam ở đây. Và các bạn sẽ đặt Rubik thế nào cũng được và làm công thức đó là M2 U phẩy M2 U2 M2 U phẩy và M2. Vậy là các bạn đã hoàn thành được Rubik như thế này. Trường hợp tiếp theo mà các bạn có thể nhận biết bằng hai mặt, đó là trường hợp chữ Y. Và ở trường hợp này thì các bạn sẽ nhận thấy rằng viên góc ở đây sẽ nằm giữa hai thanh đúng màu ở đây. Viên góc ở đây nằm giữa hai thanh đúng màu như thế này. Đó, và các bạn sẽ đặt như thế này và làm công thức đó là F R U phẩy R phẩy U phẩy R U R phẩy F phẩy R U R phẩy U phẩy R phẩy F R F phẩy. Vậy các bạn đã hoàn thành được Rubik như thế này. Trường hợp tiếp theo là trường hợp chữ T. Và ở trường hợp chữ T thì các bạn sẽ nhận biết bằng mặt này và mặt này. Và các bạn để ý rằng viên cạnh ở đây sẽ đối diện với viên tâm ở đây. Ở trường hợp này màu xanh dương sẽ đối diện với tâm xanh lá ở đây. Và thanh hàng ngang này sẽ nằm sát vào viên góc như thế này. Đó, nằm liền như thế này. Và các bạn sẽ đánh như thế này và làm công thức đó là R U R phẩy U phẩy R phẩy F R hai U phẩy R phẩy U phẩy R U R phẩy và F phẩy. Là các bạn đã hoàn thành được Rubik như thế này. Trường hợp tiếp theo có thể nhận biết bằng hai mặt, đó là trường hợp chữ R. Và các bạn đã biết chữ R sẽ có hai loại, đó là RA và RB. Và đấy sẽ là trường RA. Ở trường này các bạn sẽ nhận biết bằng mặt này và mặt này. Và ở đây thanh này sẽ nằm liên kề với viên góc ở đấy như trường hợp chữ T, nhưng không giống như trường hợp chữ T. Viên này sẽ không đối diện với viên này như lúc này. Và các bạn sẽ đặt như thế này và làm công thức đó là R U R phẩy F phẩy R U hai R phẩy U hai R phẩy F R U hai R phẩy U phẩy. Vậy là mình đã hoàn thành được Rubik như thế này. Trường hợp tiếp theo là trường hợp chữ G B. Ở G B thì các bạn cùng sẽ nhận biết bằng mặt này và mặt bên này. Và ở mặt bên này thì viên cạnh ở đây sẽ đối diện với viên tâm ở đây. Ở trường hợp này thì xanh dương sẽ đối diện với tâm xanh lá ở đây. Và ở mặt bên này thì ở đây hai viên này, tức là hai viên liên kề với viên góc ở đây sẽ đối với nhau, tức là màu cam sẽ đối diện với màu đỏ như thế này.
hai viên này sẽ đối màu với nhau. Và các bạn sẽ đánh như thế này và làm thức đó là R phẩy U phẩy R U D phẩy R hai U R phẩy U R U phẩy R U phẩy R hai và D. Vậy là mình đã hoàn thành được rubik như thế này. Trường tiếp theo trường hợp GD. Ở trường hợp này thì các bạn cũng sẽ nhận biết bằng mặt viên này và mặt viên này. Và ở mặt viên này thì viên cạnh ở đây sẽ đối màu với viên tâm ở đây, tức là màu cam sẽ đối màu với màu đỏ. Và mặt viên này, hai viên này tức là hai viên nằm liên kề với viên góc ở đây sẽ không còn đối màu nhau như ở trường hợp chữ GB mình giới thiệu. Và ở trường hợp này các bạn sẽ làm thức đó là R U R phẩy U phẩy D R hai U phẩy R U phẩy R phẩy U R phẩy U R hai và D phẩy. Vậy là mình đã hoàn thành được rubik như thế này. Ok, vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn cách nhận biết một số trường hợp Taylor bằng hai mặt. Nếu các bạn có gì còn thắc mắc hay chưa hiểu, cứ để lại mình bên dưới, mình sẽ giúp các bạn giải đáp. Và nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ cho channel của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại với những video lần sau.